Nhìn khá mới các bạn nhé, đầy đủ của ngoan chơi. Đây là con Vega có thể coi là còi nhất thời điểm bây giờ. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi test hiệu năng của em nó nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi test tất cả các cái tính năng cũng như sức khỏe của nó. Liệu nó có thể chữa cháy và thay thế tạm bợ cho GT630 ở thời điểm mà không thể nhập cạc Vega được nữa hay không. Đây nha anh em nhé. FPS ở trạng thái là 2.4. GT630 thì FPS này nó rơi vào khoảng 3 đến 4 thì đợt này được 2.4, vậy là 18:10 các bạn nhé. Những cái thông số này các bạn nhìn này. Classic là 6700, còn memory là 800 MHz. Còn một cái tần số nữa là 1344, nó cũng tương tự với GT630. Đây, những cái thông số bên này đây. Đây là chúng ta đang test phần mềm giả lập kéo ở cái chế độ max nhé. Max của cái phần mềm này. Chúng ta đang dùng phần mềm test full max và để ở chế độ cao nhất 7680x480, khử răng cưa 8x. Đây có thể gọi là cái chế độ hành sát với con GT420 này nhé. Ở đây chúng ta thấy cái nhiệt độ ở trạng thái là 68 độ C là tương đối là mát nha các bạn nhé. Các bạn thấy chưa? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xem, ngắm bề ngoài và xem ruột lõi của em nó, cũng như chúng ta cùng nhau đi test một vài game các bạn nhé. LOL, mức setup ở cái mức trung bình các bạn nhé. Mức trung bình các bạn nhé, FPS chúng ta được ở trạng thái rơi vào khoảng là 30 đến 40 giờ đâu. Đây bây giờ chúng ta sẽ xem nó có giật réo gì không. Ok, thử kéo mắc xem có thể tải được. Mình kéo mắc thử cho các bạn nhé, xem liệu là nó có bị giật hay không. Nhưng mình nghĩ là sẽ rất khó. Ok, vậy là GT420 của chúng ta đã trải qua những cái thử thách về test nhiệt độ, test GPU, test RAM, cộng với đó là test game LOL cũng như FIFA. Còn để biên tập video thì thực sự nó vẫn phụ thuộc vào quá nhiều là CPU. Nhưng cái này chỉ gọi là cho vào cho nó có thôi. Hoặc là với những con CPU của các bạn mà có đuôi ép ý, các bạn đang không dư giả về mặt kinh phí để mua Vega, thì GT420 không phải là lựa chọn thích hợp, nhưng nó là một lựa chọn chữa cháy để cho các bạn đỡ sót tiền ở cái thời điểm mà đôi khi kể cả là dân buôn có tiền cũng không mua được Vega ở thời điểm bây giờ. Cảm ơn các bạn.